Dạ, quá đẹp luôn này cô nhẹ. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Dạ, cho con xin đẹp quá. Cái bé tiên. Hình này phải đem hay những chi vật cuối cùng còn để lại. Chị con để lại. Con đem chụp không ông mát. Dạ. Ở cho cặp chứ. Ôi. Hình qua đẹp vậy. Con nè. Con nuôi của gì của gì này? Con Hà. Là đó cũng là nghệ sĩ Tiểu Lâm đó. Nè cái tấm hình này hôm bữa là có cái chỗ đám của chú Năm luôn nè. Cái tấm hình á. Ờ đúng rồi cô đó. Chào ngoại ơi, xin chào ngoại. Cái này là cô Hoàng Mỹ. Nay tôi tới 81 tuổi rồi. Dạ, tôi 81 tuổi. Dạ. Cái này mình chụp khi nào vậy? Ở Đài Nam. À cô với cô Hội Mỹ nha cô. Dạ bà con. Nó quay cảnh á. Dạ. Cô lên quay cảnh. Dạ. Quay qua cái hướng này sáng nè. Còn cái này là cả cô với chú cộng năm chú lên mình ha. Dạ. Rồi trời ơi quý quá ha bà con. À rồi mặt cây áo đẹp quá. Dạ. Rồi dạ. Rồi cảm ơn bà nhiều nha. Rồi đất ơi. Trời ơi. Quay ngược cái hướng đúng rồi. Lúc đó mấy chú cũng đi theo chụp vậy nè. Dạ. Chụp rồi rửa. Dạ. Dạ. Đó là phải là mẹ nuôi của chú Linh đúng không? Không. Thằng chú Linh á, con của người gì tôi con nuôi người gì. Con nuôi của gì cô? Dạ. Nói cậu Năm là con nuôi của Năm mà Vũ Lân rồi lên đó. Cậu Năm là con nuôi của gì? Của gì? Gì của cô? Là vậy là cậu Năm kêu cô là bằng chị. Tiểu Lâm là con người gì đó là thằng Vũ Linh với thằng Vũ Lân là tụi tôi. Dạ. Vô ăn cơm. Thì con nuôi của gì của cô? Dạ. Quá tuyệt vời ha. Kêu bằng cô. Kêu bằng nhà. Bên bên ngoại, coi như mình bên ngoại đi. Thôi có bỏ qua đi ha. Vậy chứ sao bằng chị được? Khó quá bỏ qua đi. Thấy có gì đó lắng cắn cho chú anh chị. Tại vì tiên còn nhỏ không biết dây dế. Ông tìm chị Hồng Loan có việc gì không? Chưa biết gì thôi. Dạ. Tôi là người ái mộ Vũ Linh. Dạ. Mà Vũ Linh mà đi xuống Cần Thơ hát thì thường hay lại nhà tôi. Dạ. Thôi mai ông lên đi ha. Dạ. Dạ. Mai ông còn đây không ông? Còn chắc cũng giờ ở trên nhà con tôi ở chợ Mỹ Phước mà. Dạ, dạ vậy gần đây. Vậy là ngày xưa ông đó gặp cậu Năm rồi hả ông? Chưa có chứ nó lại nhà tôi mà. Lại nhà ông hoài luôn. Lại nhà ông hả mỗi lần nó xuống Cần Thơ là nó lại nhà tôi. Dạ. Nhà tôi chơi rồi có khi uống nước rồi chứ nó nào ngay nó không có dạ. Nhà tôi lần nào hết. Tiệm dạ. Uống nước thì có. Vậy lúc đó chị Hồng Loan có xuống nhà chú không? Không. Không có xuống nhà chú, chỉ có cậu Năm thôi. Ông đi hát mà. Dạ. Dạ. Ông ơi, tụi con có thể biết tên của ông không? Quý danh của ông được không? Tôi tên Trí. Dạ. Trí. Dạ. Trời ơi. Trí tìm chị Hồng Loan. Năm nay ông chắc hơn 80 ha. Tôi 83 rồi. Dạ, ông 83 tuổi. Lớn dạ. Hơn Vũ Linh. Dạ. Mà đó, cái điều này mà Vũ Linh nó kêu tôi bố không? Quá quý luôn. Vậy là lúc... Vậy là ông còn nhớ những cái kỷ niệm đó không ông? Dạ chứ. Dạ. Chú bằng bố. Có chụp chung đó mà điều hình để nhà không có mang theo. Dạ. Ông có thể chia sẻ về những cái kỷ niệm của mình với chú Vũ Linh ở ngoài đời không? Chuyện đó tôi không nếu mà Vũ Linh mà ở ngoài đời thì tôi không rành, còn chuyện ở trong nhà tôi thì tôi biết. Dạ. Ông ý con nói ông là đã từng gặp chú Vũ Linh lợi nhà chú uống nước ngoài mà. Ừ. Chú có cái kỷ niệm nào mà chú lợi uống nước, dụ như chú kể dài một cái mẫu chuyện vui hay là như thế nào hay là như thế nào mà tôi hay chọc chú Linh cười giỡn với nhau. Dạ. Dạ. Đó đó là một kỷ niệm đó chứ ông. Dạ. Kêu tôi bố. Kêu bố. Dạ. Không hỏi ra mới biết là. Dạ. Kêu bố. Vậy là bố nuôi hay sao? Không có nuôi đến cái gì hết. Vậy chỉ gọi là bố thôi. Dạ. Tình cờ nó quen với thằng con nuôi. Rồi nó lại nhà tôi chơi thằng con nuôi nó làm thằng công an ở thành phố Cần Thơ. Dạ. Quen với thằng con tôi dẫn lại nhà chơi cho biết ông già. Dạ. Rồi đó về sau nó cứ ghé hoài. Dạ. Nó biết Cần Thơ rồi nó nghe thăm. Dạ. Gọi chú là rất là dễ là hoạt động dưới bà con. Ghê hả? Chị Đồng Nai hả?
là rủ chị chiều nay là đi về nhà tắm đi rồi quay lên đây. Ồ về tắm rồi thôi chứ hơn ở nhà đi, người khác nó lên sớm đúng không chị? Đã về rồi là ở nhà. Đúng rồi. Đây nằm ngủ chứ có gì đâu. Đúng rồi, nhưng mà đã về tới nhà rồi thì mình ở nhà chứ. Trừ khi là mình bây giờ có đem đồ heo thì mình ở đây, phải không? Hỏi về. Mình về rồi mình lên đây chi cực. Chẳng hà để sáng mai mình đi sớm lên, phải không? Lại như tụi em còn ngoài đó chị lên là thấy ok đó. Thế là mình vô chung với nhau, phải không? Y như lúc thảm thôi. Đây mấy chị cũng nôn, ví dụ mà ngày mai có bức tượng vào sớm á. Ủa sáng về thôi em không thấy Ngọc? Em muốn đi công chuyện. Đi công chuyện mới về hả? Bà bỏ mộ cậu hả? Đây đây nè. Anh đi có người chứ vậy. Ở đây chị đừng đi đâu. Về lấy gì anh? Gì bữa nay anh ngủ đây hả? Mướn khách sạn ở Hoa Viên hả? Ồ vậy là bữa nay. Ủa mà em nghe nói là hình như bữa nay là cô Diệu Hương cũng lên thì phải. Hôm bữa là nghe cô nói là cô sẽ lên trước một ngày, cô sẽ mướn khách sạn ngủ để sáng ngày mai là có mặt ở đây sớm. Nào, ekip của mình bữa nay ngủ khách sạn Hoa Viên nhiều ha. Ủa em nghe nói mấy chị bữa nay là ngủ ở khách sạn hả? Có không? Có quay không? Có chứ. Tính là ngủ lại mà. Ôi dạ thay đồ có gì chạy lên. Vậy tắt có thay đồ chạy lên. Chứ đâu có đem đồ leo. Không có đem đồ leo đâu. Còn ốc tiêu thì sao? Đúng rồi. Thôi đã về thì sáng mai mình lên sớm đi chị. Được chứ? Sợ đi chợ, sợ về dưới cái đầu lu bu này kia chợ. Phải không? Nên là chị muốn là về tắm rửa xong là lên đây muốn khách sạn ngủ. Sáng ngày mai là có mặt ở đây sớm. Lại phòng đó kìa. Rước về bên chỗ chợ nó mẫn kìa. À, bé siêu mẫu hả? Tại về cái hai giờ nó có nhà xong mới lên bữa này kia cái lên chợ. Chị về đó luôn. À. Chị không có đem đồ. Thì giờ chị về dưới nhà tắm rửa đi rồi cũng lên chỗ mi ngủ. À, em tưởng đâu là ở khách sạn Hoa Viên cơ. Ai muốn vậy? Ghê hả? Anh Ngọc hơi hả? 300 chứ gì em. 300 một đêm hả? Cùng đôi. Mấy chị làm em nôn quá. Sáng lên trễ. Trễ không? Mấy ngày kia lên trễ thì được. Cái ngày mai là ngày trọng đại mà sao trễ chứ. Chị khuya nay chắc em đi 2 giờ quá. Ủa em nghe nói là anh muốn khách sạn hả? Ghê hả? Muốn phòng đôi hả? Phòng đôi thì ghê anh. Anh biết phòng đôi giá bao nhiêu không? Nhiều 600. Còn phòng đơn 490. Lạ ta. Sao phòng đôi lại VIP và không VIP? Có nhiều loại. À vậy cái phòng đôi của anh là có VIP không? Có VIP mà 600. Còn phòng đơn đó VIP hay sao mà 499 à. Thì ra là vậy. Càng VIP là càng thoải mái cô chú anh chị. Và thôi cái video của Huyền Tiên xin kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Huyền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video lần sau nha.